xe ăn chính thức thùng đậu xanh. Thùng xe á? Ừ. Đây. Thùng xăm á? À. Đường này có đéo người thùng. Đi từ đoạn Yên Tân thôi. Mẹ, bọn mày ngu ấy, gọi tao, tao bảo luôn chạy ở đường này, nghe không thế anh không biết lồn. Em có biết gì đấy? Đừng có chửi nó, để đéo ai biết được vậy. Dục ngay về lạc sĩ. Dục vừa tít, vừa định lên trạm. Ai biết được vậy? Đầu kia xong chưa? Sang vừa, đấy đi. Vừa mới ấy. Vừa chốt lên. Chai nước này uống được cái gì? Ít mẹ xe ăn chính thức thùng đậu xanh. Thùng xe á? Ừ. Đây. Đây. Thùng xăm á? À. Đường này có đéo người thùng. Đi từ đoạn Yên Tân thôi. Mẹ, bọn mày ngu ấy, gọi tao, tao bảo luôn chạy ở đường này, nghe không thế anh không biết lồn. Em có biết gì đấy? Đừng có chửi nó, để đéo ai biết được vậy. Dục ngay về lạc sĩ. Dục vừa tít, vừa định lên trạm. Ai biết được vậy? Đầu kia xong chưa? Sang đấy đi. Vừa mới ấy. Vừa chốt lên. Chai nước này uống được cái gì? Đây. Hàn rồi. À đâu, chưa vừa chợ đang trong vào băng sông. Tí nữa lên mà. Đây là gì? Hết hiệp 1 về xem.